vào mùa xuân đầu tháng 4, trước khi hoa anh đào nở, Hàn Quốc lại rợp cả một góc trời hoa chuông vàng, lôi cuốn biết bao du khách ghé thăm xứ sở kim chi. Và tới năm nay, những chùm hoa vàng óng ả lại nở rộ khoe sắc, mang tới vẻ đẹp lãng mạn tới mê hồn, như đón chào những người bạn phương xa tới tham quan, thưởng ngoạn. Hoa chuông vàng, hay còn gọi là Genari, chúng được cho là sứ giả của mùa xuân ở Hàn Quốc, thường được người Việt biết đến với tên hoa mai Mỹ. Hoa chuông vàng mọc khắp nơi như hoa châm bụt của Việt Nam. Mùa xuân Hàn Quốc thường kéo dài từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 5, với sự nở rộ của hàng trăm loài hoa tại các lễ hội đặc sắc nhất. Hoa chuông vàng vẫn mang nét riêng, khoe sắc kiêu kỳ, lộng lẫy, quyến rũ lòng người. Khắp các công viên, trên mọi nẻo đường, góc phố ở Hàn Quốc đều tràn ngập sắc hoa. Lễ hội hoa chuông vàng đã trở thành một đặc sản riêng, tạo nên một mùa xuân nho nhỏ đang về trên xứ sở kim chi. Lễ hội hoa chuông vàng Hàn Quốc là một trong những lễ hội hoa được mong chờ nhất ở núi Eunbong. Sau một mùa đông lạnh giá kéo dài, tiết trời trở nên ấm áp, cùng với đó là muôn hoa đua nhau khoe sắc, dạo bước trên con đường bao trùm sắc hoa lộng lẫy, lòng người thư thái, sảng khoái hơn, hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên, bỏ qua những tấp nập ngoài kia thành phố, chỉ còn lại bước chân du khách với đóa hoa dịu dàng, quyến rũ. Năm nay hoa đào ở Seoul sẽ nở tầm giữa tháng 4, muộn hơn so với những năm trước khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, nếu bạn đã lên kế hoạch ngắm hoa anh đào theo lịch cũ, thì có thể chọn du hí các tỉnh phía nam Seoul như Jeju, Jeonju, hoặc ngắm hoa mộc lan trắng đang nở rộ ở thủ đô cũng đẹp không kém. Hoa mộc lan được trồng nhiều trong khuôn viên các trường đại học và công viên ở Seoul. Mùa xuân cũng là mùa hoa mộc lan nở rộ nhất, bạn có thể dễ dàng ngắm hoa và chụp ảnh khi đi dạo quanh thành phố. Trong đó, nổi bật và được nhiều người đến check-in nhất vẫn là con đường hoa mộc lan sau Đại học Seogang, thuộc quận Mago. Cho những ai chưa biết, hoa mộc lan là loài hoa với sắc trắng quý phái và thanh cao. Mộc lan còn thể hiện lòng nhân từ, quảng đại, hay còn có ý nghĩa là phục sinh. Nếu ai đem lòng yêu mến tặng bạn một nhành hoa mộc lan, thì cũng đồng nghĩa với việc thể hiện lòng ngưỡng mộ dành cho bạn.
bụi, sống gần dưới gốc cây, thường nở hoa vào mùa xuân, kéo dài trong vài tuần. Đỗ quyên thường phát triển chậm và cải thiện đất có độ phèn chua với độ pH từ 4.5 đến 6 chấm, được tìm thấy ở nhiều nơi trên các châu lục bao gồm châu Á, châu Âu và khu vực Bắc Mỹ. Khác với hoa đỗ quyên của Việt Nam, hoa đỗ quyên Hàn Quốc thường mọc từng bụi, khi đến mùa xuân cây sẽ rụng hết lá, chỉ còn những bông hoa tím rực rỡ làm bừng sáng cả một vùng trời. Có rất nhiều tranh cãi xung quanh màu sắc của hoa đỗ quyên, nhiều người cho rằng hoa đỗ quyên có màu tím, số còn lại thì cho rằng đỗ quyên có màu hồng, nhưng có lẽ không ai trong số họ sai cả, vì tùy theo khí hậu, độ cao của từng vùng mà màu sắc hoa có chút khác biệt, nhưng dù cho hoa có màu gì đi chăng nữa, thì nó cũng mang vẻ đẹp mê hoặc du khách. Hoa đỗ quyên còn được ví với tính cách của người Hàn Quốc, thầm lặng, cam chịu nhưng mạnh mẽ và trung thành. Người Hàn Quốc ai cũng biết đến bài thơ Hoa đỗ quyên Jing Dong A E của nhà thơ Kim So Bon. Choáng ngợp lọc người hoa đỗ quyên, tiễn người lặng lẽ lối mòn xưa. Đỗ quyên nở thắm núi dách sang, ta trải hoa trên lối nhỏ tiễn người, nhẹ như lông hồng người ra đi trong mộng. Ta tiễn người không bằng lệ ước, trải cánh đỗ quyên khắp nẻo đường người đi. Hoa mơ vốn xuất phát từ Trung Quốc, sau này du nhập vào Nhật Bản và Hàn Quốc. Loại cây này được trồng để lấy hoa và quả. Về sau, hoa mơ rất được người dân địa phương yêu thích. Nếu xếp theo thứ tự các loại hoa nổi tiếng ở Hàn Quốc, hoa mơ chỉ đứng sau hoa anh đào nổi tiếng. Hoa mơ cũng là nguồn cảm hứng của rất nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng. Không chỉ được yêu thích bởi vẻ đẹp của màu sắc và hình ảnh, hoa mơ còn được coi là biểu tượng của sự kiên cường, khi nở rực rỡ bất chấp tuyết vẫn phủ trắng xóa. Bên cạnh đó, hương thơm của nó cũng được nhiều người yêu thích. Vào mùa xuân, hoa đồng loạt nở rộ, đặc biệt là trong các thung lũng, công viên hoặc đền chùa, khắp nơi, sắc hoa hồng và trắng đang xen vào nhau, mang lại cho Hàn Quốc một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Nếu có dịp đến Hàn Quốc vào mùa xuân, bạn đừng quên lưu lại vẻ đẹp của hoa mơ, đó sẽ là những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong cuộc đời bạn. Không chỉ có ở cao nguyên Mộc Châu, mà ở xứ sở Kim Chi, mùa hoa cải luôn khiến mọi người phải nao lòng, xao xuyến bởi màu vàng của loài hoa, làm nên tên tuổi của nền ẩm thực Hàn Quốc. Dù là người dân địa phương hay cả khách quốc tế, đều bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của hoa cải mỗi khi mùa xuân về. Thử tưởng tượng mà xem, sẽ tuyệt vời biết bao nếu được dạo bước giữa những cánh đồng hoa cải vàng ươm, rực rỡ, tương phản với nền trời xanh hay mặt biển lấp lánh.
hòa vào làn gió xuân se lạnh cùng với người mà mình yêu thương. Mùa xuân chính là cơ hội tuyệt vời để bạn đắm chìm trong những cánh đồng hoa cải đấy. Đối với người Hàn Quốc, mùa xuân là mùa có nhiều ý nghĩa, khi những ngày đông rét bước qua đi và cây cối lại đâm chồi nảy lộc. Có một điều rất lạ là các loại hoa xuân xứ Hàn lại bừng nở trước, sau đó mầm lá mới xuất hiện. Cuối tháng 3, khi tiết trời dần ấm áp, loài hoa anh đào bắt đầu nhú những chiếc nụ xinh xinh để đón chào nắng mới. Đột nhiên luồng gió ở đâu đó tràn về lạnh ngắt, làm cho những nụ hoa giật mình không dám nở. Người Hàn gọi là tiết trời, gió đánh ghen hoa. Khoảng giữa tháng 4 hoa anh đào sẽ nở rộ, sẽ mang đến cảnh sắc tuyệt đẹp, làm cho không gian trở nên rạng rỡ. Và khi rừng hoa ấy đông đưa trong gió khiến ta phải ngẩn ngơ. Mùa xuân ở Hàn Quốc luôn được gắn liền với mùa hoa, bởi vậy khi mùa hoa đến cũng có nghĩa là mùa xuân cũng đang về. Để cảm nhận được sự tuyệt vời và trọn vẹn của không khí xuân, mọi người hãy đón chờ phần tiếp theo nhé. Hoa anh đào rực nở.